tập đoàn tinh dầu thiên nhiên lớn nhất Việt Nam Hà Group, trải thảm đỏ đón nhân tài. Tại sao bạn nên đến với Hà Group? Văn hóa đậm nét. Hà Group chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp với nhiều hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi, hấp dẫn. Môi trường năng động, sáng tạo, đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên. Tinh thần trẻ, thiện chiến, tôn trọng sự khác biệt, ý tưởng được lắng nghe và trao cơ hội hiện thực hóa. Tinh thần đổi mới, sẵn sàng phá bỏ lối mòn, những rào cản bất hợp lý khi có sự phản hồi từ nhân sự. Tinh thần đồng đội, nêu cao tinh thần hợp tác, nâng đỡ nhau phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến. Khai phá năng lực cá nhân, Hà Group trao cơ hội thử thách năng lực, định hướng công việc phù hợp nhất với năng lực của nhân sự, phát triển cán bộ nòng cốt từ nguồn nhân sự kế thừa. Đãi ngộ xứng đáng, tài sản lớn nhất của Hà Group là con người. Hà Group luôn bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Hà Group đầu tư đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân viên nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về vật chất lẫn tinh thần. Hãy đến ngay với chuyên trang tuyển dụng của hagroup.vn hoặc tư vấn trực tiếp với chuyên viên tuyển dụng của chúng tôi qua hotline 0964 876 006 để ứng tuyển vào các vị trí chúng tôi đang tuyển dụng.